Con viết thử cái này nhưng để coi là mẹ mẹ đọc thử xem đều đó. Đấy, còn mua. Ở trên giữa các cái dòng nhạc với nhau thì cũng được rồi đúng không? Cũng đều, cái này cũng rất đều đẹp. Rồi. Cả chữ là còn hai bên lề trái, lề phải. Con chuyển sang bên phải một ít. À, để lát con sẽ chuyển sang bên phải một chút nhá. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ tôi luôn là người chia sẻ với tôi những buồn vui, hay là khi mà tôi làm việc với máy tính thì vì không có thể quan sát được màn hình, cho nên những lúc như vậy thì tôi luôn nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Mẹ tôi luôn có những sự chia sẻ rất đúng lúc, vì thế mà tôi có thể vượt qua những cái khó khăn hàng ngày để tiếp tục con đường âm nhạc, con đường mà tôi đã chọn. Sáng mẹ đi chợ có bị mưa không? Không mưa, hôm nay không mưa. Đây con đang tặng người. Trước khi mà tôi qua chơi bao biểu diễn thì mẹ tôi có nói là con làm thế nào để đem được cái tiếng hát ru của những người mẹ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và chính vì vậy mà trong những buổi hòa nhạc của tôi dành một cái khoảng thời gian rất là nhiều để chơi những bài hát ru của những người mẹ Việt Nam. Và cái tình cảm của những người mẹ Việt Nam lúc đấy và hình ảnh của mẹ tôi đã lồng vào hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam. Tôi sinh ra được hai cháu. Cháu Thúy sinh năm 75 là chị. Còn em cháu là Thanh Tùng ạ. Sinh năm 79. Tôi đẻ bình thường thôi ạ. Nhưng mà vì cháu là bị bố cháu đi bộ đội vì nhiễm chất độc da cam, đâm ra nuôi cháu thì chẳng thấy phát triển. Cháu thì không biết một cái gì, nuôi cháu như một đứa bé khoảng 2-3 tháng thôi. Bữa cơm của cháu ăn, có hôm trở trời cháu ăn chỉ nửa bát mà cũng phải 2 tiếng hồ mới xong ạ. Rồi 5 năm sau thì sinh ra cháu Tùng. Cháu thì rất thông minh từ lúc mới sinh ra. Nhưng mà cháu lại bị kém mắt. Cô giáo thì cứ nói đùa là Thanh Tùng ngửi ra chữ. Giờ cháu nhìn rất sát vào bảng.
Giờ cháu là nhạc sĩ về đàn bầu, chăm sóc cháu Thúy với cháu Tùng cũng rất là mất nhiều thời gian và cũng vất vả. Một điều rất bất ngờ đối với tôi là tất cả những thính giả khi mà đi nghe những buổi hòa nhạc của tôi thì đều có một cái ấn tượng rất là tốt đẹp với lại những lời ru đó, và nói rằng là người mẹ thì lời ru của những người mẹ thì ở đâu cũng rất là ngọt ngào, và tôi cảm thấy rất là vui và rất là tự hào vì là mình cũng đã được sinh ra trong tiếng ru của người mẹ. Và hình ảnh của mẹ thì luôn luôn theo tôi trong suốt cuộc đời.